Cá này là cá koi, cá koi. Ồ, con kia. Cá koi đó. Thế là mới chị em mình đạp bao cây rồi nhỉ? Hả? Đang đến đây là hai mấy cây không? Hai mấy cây, cái lúc chị bảo em là cây mấy. Rồi, to chưa? Sao không lại quay sát được nhỉ? Và cá là cá. Rồi, sát chị nha. À quên, cá này nó ăn bánh mì không nhỉ? Hoa lan rất nhiều, đẹp quá nhỉ. À, thoáng mát vào buổi sáng dậy hít thở không khí trong lành sướng thế, cuối tuần cứ đạp về đây nó thoáng à, hít thở không khí trong lành cuối tuần. Rồi, ra con cá to rồi. À, con cá này gọi là cá tai tượng, tai tượng. Cá này nó ăn cá loại cá ăn thịt đấy, mồm như con cá Như cái ngão ấy. mồm đó. Cái tay mình khi nó đớp vừa đấy. Nhà ngũi giờ nó to đấy Sợ anh. mà. Đây, đây, trời nó to lắm nhỉ. Ôi, rồi nhà nó Đang xem trực tiếp đứng. à? Đấy, nó to chưa? Hồng đang xem à? Hồng chảy xem. Hồng chạy. To không? Mấy ăn con nào bắt thì ăn thế. Con này nhá. Đồng ý rồi, thịt luôn mình nhậu. Thịt con này nhá. Vậy đây, vậy thì vậy giờ anh về dòng. Ê, không có chỗ ăn nào to này này, bắt con này về nhậu dám quay chiên xào 7 món. Này, nhìn này, trong đầu trông vân như vân rồng này. Ôi giời đấy, nhìn này, đầu vân vân rồng luôn. 7 rồng. À lên đi, đi chơi đi đi. Nào. À, trên đây là khóa cửa. Là phòng phòng gì? Phòng phòng ăn à? Là phòng gì đây? À, quan thứ Hay một. bay flaca mà quay. Thôi được, bay là bốc cây chứ nhỉ? Hả? Thôi được, được. Chỗ này bay là cứ bốc. Bay rộng này, chỗ này cầm này chơi đây. Hết rồi gì? Tầm quay. Cái con stop hết thẻ nhớ rồi. Thôi kệ nó rồi. Hết thẻ. Thôi quay vào này. Hết dung lượng rồi. Đây, vào đây. Tôi đi chụp ảnh nhưng tí nữa đông nữa, chụp nó bị ấy. Chung ạ. Dạ.
đi lướt, đi lướt cho nó Đi đẹp là đi. đông rồi đấy, chen chúc nhau đấy, Không, coi chỗ cho này đông gì đi không sợ đó. Có gì đâu mà đông, người chơi xa, đây là ở làng, không sợ. Mình đi lại một mình ngắm một vườn là sướng không? Có phải chen chúc ông nào bà nào đâu. Quả gì đây? To thế này. Gậy em định mang nhưng mà không chỗ để cầm vướng. Cây này gọi là cây gì? Cây cọ, cọ xe ô che nắng. Cây cọ. Công trình kia đang thi công hả chú? Đẹp nhỉ? Cái này là xây giả gỗ chứ nhỉ? Đâu bên đây mà, đây là gỗ hết, đây là gỗ thật. Gỗ thật đấy. Ô thế à? Cháu nhìn trông gỗ, đồng gỗ ghép ồ gỗ, đẹp thế nhỉ, đồng ghép gỗ. đang làm xong đẹp lắm. Còn mấy cái mái kia là cũng là gỗ chứ? Đây á, Vâng những cái chòi này thì vâng dưới thì là gỗ, trên là nhựa, à còn cái cọc cọc là gỗ, cũng là gỗ, gỗ. Dựng gỗ đấy, À kinh nhỉ, toàn gỗ đấy. tại ra sao chi bê tông được. Không, bê tông Không, nhiều người ta cũng làm giả giả bê tông không, làm đây giả là gỗ. gỗ, gỗ hết. Vâng. Thế chú là làm thợ đang thi công đây Không, trồng cây, trồng à? cây, tôi trồng Tức cây, là chú chuyên mảng trồng cây. tôi Vâng. luôn trồng cây. Đẹp nhỉ. Thế này là sáng dậy là các bác các chú là có thể thể thao ra ngoài ngắm cảnh đây, thư giãn nhỉ, đi đâu xa nữa, ngày lễ đi đâu xa. Ở các nơi ta để Các đến nơi đồng đi lắm, chơi trước thứ cũng chỉ để ngắm cảnh như thế gì không nhỉ? đến được chơi đồng lắm, Cũng chỉ thế thôi mà. Đây đầy đủ căn gọi bản là công viên thu nhỏ thôi nhỉ. nó là cái có cái chỗ trẻ này chơi, nó không phải đi Vâng, chỗ nọ chỗ đúng kia, rồi, thoáng mát. thoáng đãng sạch sẽ. Nhưng mà nếu mà đông người quá là chen chúc nhau lúc này thì những hành hành chật đúng Không, nhiều lúc thì cũng chật, không? Đấy. có nhiều hôm nhiều xe ô tô đến chật, Và nếu nhưng mà tiện lắm, mà vui chứ chỗ đâu, đoàn mà là người ta ở xa thì còn đoàn tầm đến 100 người đến chắc là chen chúc nhau nhỉ. đúng rồi. Bản khuôn viên thì khuôn viên gia đình tư nhân nhưng không như nhà nước rồi, nó to đẹp quá nhỉ, Đẹp thì quá đẹp. quá đẹp luôn đấy. Chú thể thao anh cầu lông nữa nhỉ. Các giả, các hội cựu chiến binh đến đây hát là bảo À đấy ạ, tổ chức ở đây luôn. có chức À tổ chức là xin phép thì nhờ. người ta cứ đến chơi, thế hát hòa là nhảy múa Ồ thế không ồn nào không sao à? không, Ồ nó là công viên người vâng, ta có lôi thôi, tức là thoải mái luôn. cứ thoải mái Tức là tổ chức cái gì các hội cựu chiến binh các cụ là tầm đấy. vài ba chục người là mượn khuôn viên này luôn. Khuôn viên luôn, Ui hay quá nhỉ. đến từng chỗ một hát xong quay À thế hay quá. Âm mỹ hát ấm karaoke cũng được. đấy. Ồ Không, các cụ thì hát bình thường hát chứ nhẹ không hát nhàng, to lắm. thanh niên thì hát âm mỹ không được nữa. Thanh niên thì người ta chỉ nhảy vâng nữ đấy, vâng toàn nữ, vâng các bạn nhảy thì nội nhạc bình thường, vâng chưa đi ra được đến bên ngoài lắm, Đúng thì rồi, đấy bây giờ nó chỗ thoải này mái nó hơn nữa. cũng nó thoáng, không ồn Nó ào, thoáng. cách nhà dân nhiều. Dân ở đây người ta thoải mái. Và cháu ở Tít Đại Dương đạp xe đi, đạp hơn chục cây thể thao, vừa không khí trong lành nữa. Đấy. Đi Về xuống đây em thì là tuyệt vời. khu và quá đẹp. Ở này là vừa thư giãn này, này không khí trong lành, tuổi thọ tăng cao nhỉ. Thế mà ở đây không cao, Sao thế chứ? ở đây mấy năm trước thì là nó làm màu làm mẹ nhiều, sống bia rượu uống nhiều, nước À, trẻ đi nhiều lắm, là gọi là đổi đời cái ăn đổi sung đời mặc cái sướng là cái là nhanh tèo đúng không? đúng rồi, À, sướng quá nhanh sướng chết đúng quá không? nhanh chứ, Thế cháu ở các cụ hồi xưa ăn khổ như là đúng 4 giờ rưỡi là dậy rồi. rồi
thì lại chè củi đun bếp bếp lồi siêu nước nóng hay là rất là khỏe. Bây giờ trong cô đun léo là toàn bia chơi cứ khỏe, mấy ông buồm mấy ông buồm đi đấy, ông là uống nhiều ba thì ông chắc buồm nhau hai ông mà buồm cái là giờ đi sạch đi hết à, đi hết Thanh Liên cũng xấp cũng xỉ 50 hết rồi à, tầm đấy thì là cái lúc ấy cỡ 30 thì đã làm gì có đâu đúng tầm Trung Liên nữa là phát tướng tí không, thì à. đến bốn bốn người thì bắt đầu Đúng, mới đúng rồi, giai đoạn đấy cái tầm là ngoài 40 bắt đúng đầu là phát tài phát lộc tí là vung đúng vẩy cái à. thời kỳ nó phát triển thành Và ra là kinh tế nó mạnh mẽ đúng rồi, cái là thời các cậu kỳ có bắt đầu to là thời cái kỳ thế là giai ra đoạn cho người ta được hoàng chục năm kim. là các cậu hành quân hết Tóm lại giai đoạn hoàng kim bắt đầu ăn đấy, chơi nhảy múa bắt đầu là đi thì nhanh lại đúng vào điểm thời kỳ điểm ấy là à. công ấy bắt đầu là 30 tuổi còn đang trẻ không Đúng là rồi, sung sức không, đúng rồi, thì cơ chế nó phát triển thì kinh tế nó có thì sướng công lại sướng. gọi là Ui, ca sướng. sĩ ca sĩ lâu lắm thấy ca sĩ ấy nhỉ, Cái chứ ca cá sĩ rô phi ấy nhỉ, đẻ, cá rô à, rô phi đẻ cá nuôi nuôi chứ, không nó tự đẻ nhiên tự nhiên à, tự nhiên nó đẻ à. không có cá to là ăn thì nó cứ sống. Chú là ngoài 60 chưa? 61 rồi À, thế mới tí chú tuổi còn trẻ. Rượu bia chú uống được không? không không À. có chắc đứt rồi À, thế may quá, thế là nghĩ lại mình còn may chán đúng may không? chán mình không máu Chỉ hít không thuốc lào hít nhỉ? ừ, Thuốc thuốc lào với lào không chè, thuốc thuốc lào lào không bỏ không chỉ có bỏ. chè mỗi Có chè chè uống, mỗi chè à, uống chè uống tốt. chè uống nhưng mà Chè 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 khô, chè chè tươi. uống chè khô chứ ở đây đừng có chè tươi Chè khô chè thì tươi trong một chết chú mua ở Thanh Nguyên đi. mùa Thanh Nguyên À, Thanh Nguyên có bà chị chuẩn. ngoài ở tận nơi thần À, kinh đây họ tôi đang mua làm khoảng cân dục dần nhỉ. Chè đấy ok, chè là chống ung thư lão hóa. Tốt. Thế là chú là, gọi là ăn uống là thọ đấy. Không ví dụ bia thuốc lá cái kiểu này là sống thọ đấy. bà nhà tôi còn 96 Ôi rồi. Thế là gen chú thì đúng đúng bà chú là thọ lại 100 tuổi. đại ca đại ca còn trẻ khỏe Và yên tĩnh trong lành sướng, nhà đẹp nhỉ, trông tôi xây kiểu kiến trúc kiểu Hà Lan nhỉ, phương Tây 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 tiêu châu Hà tiêu Lan, hả kiểu Hà Lan trồng trồng hết bên đấy rồi nhưng mà nó chưa được gọn thôi chưa sạch sạch sẽ thôi, nay mấy nhà ở bên đấy người ta đắp kín ấy. nốt chứ trồng xong hết chiều hôm qua rồi tối hôm qua 6 giờ hư 6 giờ mới vào dựng hết lên xong hết có trồng cây ở đấy không. Cây ở cái đầu kia là đánh trồng. Cây gì? Cây ở đâu là cây gì? Cây ở đầu. Chỗ này chắc chịu lớp cái cửa. Đầu giá cây. Anh chủ. Đúng rồi, đúng đúng. Anh chiến, anh chiến, anh chiến, anh chiến, anh chụp ảnh xem. Anh chiến. Đây mình ngó đây cái nào. À, chỗ hồ chưa ra này. Ô thì nghịch nhỉ. Thằng Tôn có không lại mình nghịch thế hả? Rung rồng à? Ô, ô. Chim ưng à? Ai già, chim ưng, chim ưng, chim ưng. Chị bừng ác đấy. Ngáp, ngáp là ngáp. Đòi ăn này ngáp đây. À. Đây con đại bàng, đại bàng. Mẹ ông kia ông Tôn Ngộ Không. Ông Tôn Ngộ Không, ông dùng khỉ, dùng lòng, dùng lòng, giật lòng, ông dọa người. Đấy, ác. Tôn Ngộ Không đấy. Húp, gì đấy? Rung lòng giật lòng khỉ này. Welcome to Park. Thiên Nga. Ừ.
Thuyền Nhà Đèn. Ra Âu Thuyền nhỉ. Công viên rất chi là rộng. Đấy, nghe như kiểu đang ở Yên Tử. Ô quả gì đây? Mới tinh nhỉ. Ô quả giả để trông thực thật. Mè, cái mè, 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 mè. Mè thân to ấy nhỉ. Bất chi được cỏ, mè là mè chua. Nó ta lên đồi nào, à, lên đồi, lên đồi, lên đồi. Đây, đây kiểu là lên bàn cờ tiên. À, mất tội bàn cờ thì chưa có. À. Nó xuống dốc. Kêu con gì nhỉ? Con này cũng là họ Đại Bàng à? Trông mặt nó có phải có màu. Chim đếch gì? Trông lạ quá. À, gà. Con gà, gà, gà là gà là gì đây? Ồ, mẹ đuôi dài thế, gà gì mà đuôi dài chưa này, đuôi dài như đuôi công này, hai con, đúng là gì đuôi dài thế này, mấy con này dài, quá dài luôn. Cái con sỉ mặt coi này. Đến bông tàu à, thuyền trưởng Sinbad luôn.
cả luôn. Đi hơi cơm ru một tí, chóng mặt tí, sợ quá. Cao. Ôi à, có ghế ngồi, ngắm cảnh sông nước. Tuyệt vời chưa? Nhà, chất luôn. Đấy, đúng không? Ngồi ngắm thiên nga. Là cái con đệ bàn này, con đệ bàn đi. Chúc một ngày tốt lành. Hôm nay là ngày cuối tuần lễ 34 là hai chị em đạp buổi sáng thì thể thao vừa ngắm cảnh là đến công viên của anh Chiến Chiến Lợn vãn cảnh quá đẹp. Công viên này cũng là có 102 ở Hải Dương luôn. À, mẹ dặn nha, thuyền trượt chân thì chết, không biết bơi. Mình không biết bơi, bơi chìm lặn nổi, bơi chìm lặn nổi nguy hiểm lắm. Cứ phải cẩn thận. À kia có con trực thăng H510 đấy. À, là xuống đi trong mặt đấy, xoắn luôn. Ôi giời. Thôi xuống rồi. Đi kêu vẹt à? Bập bành. Đẹp quá. Cây hoa giấy này đẹp quá này. Hòn non bộ. Chị ông gà gì nó đứa dậy nhỉ? À, em thấy lạ đấy, nó to này, có gì dài. Dạ. Cháu là thể dục thể thao cơ. Hoàng đạp hơi chục cây xuống đây thể dục thể thao. Vâng. Cứ quyết toàn đạp thì xuống đi chơi.
Để có mấy con công con gì đấy cô? Công chim. À đây là công chim rồi, đã vừa thấy con đại bàng rồi. Công chim. Rồi mới thấy mấy con này. Nó thì quay vào nhập định. Vâng. Vâng, cháu đi review. Ồ, công đẹp quá nhỉ. Lưới là hơi che mất ảnh. À, nhìn rõ, nhìn rõ. Ồ, công xanh. Những con này là thuộc con động vật quý hiếm không cô? À, quý hiếm mình nuôi này là có phải xin phép không cô nhỉ? Hàng là hàng quý hiếm mà. Ồ, dưới con vẹt à? Vẹt, vẹt, vẹt à. Ồ, đẹp quá. À, chim cò. Ui dồi. À, chim cò đâu à? Ôi trời đẹp thế. Công phượng các kiểu. Cô là chuyên chỉ gọi là chăm sóc tưới cây đấy à? Vâng, chuyên môn, mỗi người một chuyên môn. Vâng. Vâng. Ai rồi, con này con gì? Con đà điểu, đà điểu, đà điểu. Con đà điểu này. Con này con đà điểu to à? Thế, con này nó ngó mà nó mổ cái mặt toẹt, đà điểu. Con đà điểu ngó vào nó thò mặt nó bỏ không cô? Nó ăn hơi dĩa thôi. À, cổ nó dài kia mình đứng gần thì nó mổ phát vào mặt thì thôi xong. Kinh lắm, trông mồm nó dài, cổ nó như con ngỗng kia, mình ngó gần chơi phát. Thế mà nhiều cái con đà điểu mà nó cưỡi lên con đà điểu nó khỏe nhảy nó chạy mầm. À, to lắm, cháu chưa dám tin gần này nó, sợ lắm, to à. Rồi, đà điểu này. Cào lên nhiều chân. Cái chân này mà mấy anh em gọi là nghiện nhậu chân gà, nhìn quả chân này là sướng lắm. Nhà, đấy, quả chân nhá, khủng bố không? Đấy rồi, mà nó cả. À, nó nhìn đấy, hay không? Anh em nào nhìn thấy quả hay gặm chân gà lướng, gặp quả chân gà đà điểu là nhìn nó phê lắm. Thích lắm. Đấy, 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 đấy. Đấy, chân to này. Những cái đại điều sợ nó mổ, nó to. Vâng. Hắn là hán, là hán gì đây? Này là hán, này là hán tượng, tượng là hán. Hai ông này. Hai ông là hán gọi là dáng dáng là hán này là dáng vô mồi hả? Bắt đấy cả. À, hai tay dư. Ông là hán này nữa. Ông là hán này là trông như kiểu ông này giống kiểu những gì nhỉ, Đạt Ma Tổ Sư nhỉ. Ấy à, con gì đây? Ồ, to nhỉ. Ôi trời. Không á, nhìn thôi sao đó nhá, đừng có gầm người táo. Đồ xinh thế. Xinh quá, chó xinh. Quay thôi, quay thôi, cái thứ gì mà căng thế.
Ôi, gì mày căng thẳng với tao thế. Đấy, con này còn đỡ này. Đấy, nhìn ra nhìn gì. Ngắm sinh ra tí mà nhìn nhau gớm thế. Nhìn nhau gớm thật. Nó hiu cao cỏ. Ồ, mọi cả cỏ đấy, hiu cao cỏ mọi cỏ. Hiu cao cỏ. Ui dồi, em phèn thì không mỏi cổ chưa? Ôi trời ơi, pin sắp hết pin rồi. Máy sắp hết pin rồi. Em đang sập nguồn đây, em phải sạc cắm sạc pin. Cầm cầm em này, em cắm cái sạc đi không? Vẫn đang quay à? Hay gì? Đang quay. Em hướng cắm sạc đi không? Sạc có cái đấy hay cái nào? Em sạc cái máy Playcam. Đi đâu quay đi. Quay hết rồi thôi chứ đi một vòng đường gì? Kia. Chỗ kia tưởng em đi qua rồi còn gì? Qua rồi, đi vòng đây vòng hết rồi. Ôi con đại bàng này. Ôi em quay cam trước à? Đang quay cam trước rồi chứ. Trước à, vẫn đang live stream à? Cam trước. Cứu. Được không? À, cái sạc của Flycam cũng sạc dự phòng luôn à?